mọi người quay trở lại với kênh YouTube của An Phát Computer. Thì nếu như các bạn còn nhớ mẫu laptop gaming Asus ROG Zephyrus mới nhất của Asus có đến 2 màn hình cực kỳ độc lạ và sức hút của em nó thì chưa hề hạ nhiệt. Thế nhưng Asus lại cho ra mắt một sản phẩm nữa là phiên bản nâng cấp hơn của ZenBook UX481, không phải là laptop gaming mà là laptop Ultrabook mỏng nhẹ có đến 2 màn hình. Nói từ đây đến giờ thì nhân vật chính của chúng ta trong video này thì chính là Asus ZenBook Duo 14 UX482. Vậy thì ở phiên bản này thì đã nâng cấp những gì? Hãy cùng mình vào video nhé! Trước khi vào đến phần thú vị thì cùng xem qua thiết kế trước. Vẫn với thiết kế quen thuộc của dòng Asus ZenBook vô cùng sang trọng, lịch sự, cực kỳ hợp với dân văn phòng, doanh nhân. Với màu sắc chủ đạo thì sẽ là màu xanh đen và tông màu này đồng nhất với toàn bộ máy, từ bàn phím cho tới touchpad, từ bên trong cho tới bên ngoài. Logo của Asus thì vẫn được đặt lệch về một phía, thiết kế đường tròn đồng tâm, một điểm làm nên thương hiệu của dòng Asus ZenBook. Vẫn luôn là thiết kế tỉ mỉ, trau chuốt đến từng chi tiết như là các đường cắt CNC xung quanh máy, rất là sắc đẹp, xứng đáng với mức giá hơn 33 triệu đồng mà các bạn sẽ bỏ ra. Mặc dù là laptop có hai màn hình, thế nhưng mà khi gập vào trông không khác gì một mẫu ZenBook bình thường của Asus cả. Với độ dày là 17mm, cân nặng 1,6kg thì với mình đây vẫn là một mẫu laptop rất là mỏng, nhẹ, tính cơ động cao. Và với phiên bản nâng cấp này thì độ dày của em nó đã giảm đi 3mm so với thế hệ tiền nhiệm. Toàn bộ máy thì được làm bằng nhôm nguyên khối và đã đáp ứng đủ tiêu chuẩn quân đội về sự bền bỉ trong mọi môi trường khắc nghiệt. Thế là các bạn hoàn toàn có thể yên tâm về khả năng hoàn thiện trên mẫu laptop này. Mở máy ra thì Asus trang bị bản lề Egolip. Ấn tượng đầu tiên mà mình chắc chắn là khi các bạn nhìn vào cũng sẽ cảm thấy y như mình, chính là cả hai màn hình này đều được nâng lên khi bản lề mở ra. Đối với bản lề này thì sẽ có hai lợi ích. Một là sẽ giúp nâng máy lên này cho các bạn một góc nhìn rộng, một tư thế sử dụng và đánh máy thoải mái. Hai là sẽ cải thiện khả năng làm mát trên chiếc máy này. Ở đây thì ZenBook Duo 14 thì sẽ được trang bị công nghệ với tên gọi là Active Aerodynamic System Plus mới nhất và tận dụng thiết kế nghiêng của phần màn hình phụ. Đây cũng là một điểm thay đổi lớn so với thiết kế của thế hệ trước, để có thể tăng luồng khí làm mát tổng thể lên 49%, tăng hiệu quả hệ thống tản nhiệt, cho phép laptop của các bạn có thể luôn hoạt động với hiệu năng ổn định. Thêm vào đó thì màn hình thứ hai được nâng lên khi sử dụng, các bạn cũng sẽ có cảm giác là hai chiếc màn hình của chúng ta sẽ được liền mạch hơn. Tỷ lệ của màn hình thì đã chiếm đến 93% so với tỷ lệ máy, gần như là thiên về màn hình rất là nhiều. Thì về màn hình chính, đây sẽ là màn hình 14 inch Full HD, còn màn hình phụ sẽ là màn hình 12,5 inch, có thể cảm ứng và Asus thì có trang bị bút cảm ứng theo kèm. Về độ bao phủ màu sắc ở đây thì chúng ta sẽ có là 100% sRGB, độ sáng cả hai đều cao lên đến 400 nit và 72% NTSC. Ở phần màn hình phụ này thì Asus trang bị như một màn hình độc lập có chức năng riêng hoặc là có thể sử dụng cùng lúc với màn hình phía trên tạo thành một màn hình lớn hơn. Thì ở hai màn hình này các bạn có thể sử dụng linh hoạt với nhau bằng rất là nhiều các tiện ích đã được Asus cài sẵn, như là khi di chuyển giữa hai màn hình này, mở nhiều ứng dụng cùng một lúc, tùy chỉnh các công việc khác nhau, hay đơn giản hơn là ví dụ như là các bạn đang phải học online nhưng mà vẫn sẽ có một phần màn hình để ghi chép và sẽ có một phần màn hình để có thể tra cứu thông tin. Và khi làm ra chiếc máy này thì đối tượng người dùng mà Asus hướng tới chính là những người làm về sáng tạo nội dung, chỉnh sửa ảnh, edit video và đồ họa. Thế nên là chất lượng hiển thị trên chiếc màn hình này rất là tốt, màu sắc chuẩn. Ở phần màn hình phụ thì Asus còn trang bị riêng một ứng dụng với tên gọi là Control Pen với 4 chế độ điều khiển là quay, nút, trượt và cuộn. Thì mỗi chế độ này đều hoạt động theo một cách khác nhau và tương thích với cả Photoshop này, Lightroom này, Premiere và cả After Effects để các bạn có thể thao tác dễ dàng hơn khi làm việc. Cấu hình đủ mạnh để cân hết các tác vụ đồ họa với Intel Core i7-11165G7, RAM 16GB, ổ cứng 1TB và kết hợp với cả NVIDIA MX450. Thì vì tỷ lệ màn hình đã chiếm khá là nhiều diện tích, thế nên đánh đổi lại thì sẽ là bàn phím và touchpad sẽ hơi bé một chút và sẽ bị lùi xuống phía dưới gần với người dùng hơn, sẽ không có đủ không gian cho phần chiếu nghỉ tay. Tuy nhiên thì khi để laptop ở trên bàn này thì bàn phím vẫn sẽ có một góc nghiêng do bản lề Egolip mang lại, thế nên là trải nghiệm gõ vẫn không hề có vấn đề gì. Touchpad gì mượt, cảm ứng tốt, mỗi tội hơi nhỏ một chút, thế nên là Asus cũng sẽ có giải pháp cho các bạn luôn. Ở đây thì với phần màn hình phụ này, các bạn sẽ chỉ cần vuốt 3 ngón tay thì màn hình sẽ trở thành touchpad siêu rộng và thoải mái để các bạn có thể di chuột. Phần cổng kết nối thì chúng ta sẽ có một cổng HDMI, hai cổng Thunderbolt 4, một khe thẻ microSD, một jack audio combo và một cổng USB Type-A. Ba loa sẽ được tinh chỉnh bởi Harman Kardon sẽ cho các bạn chất lượng âm thanh đủ tốt để nghe nhạc, xem phim và giải trí.
Về thời lượng pin thì ZenBook Duo 14 UX482 sẽ sở hữu viên pin là 70Wh, lớn hơn đáng kể so với là 52Wh so với thế hệ cũ, thừa sức cho một ngày dài làm việc của các bạn. Và tổng kết lại thì với một em máy Ultrabook mỏng, nhẹ mà có đến 2 màn hình, hiệu năng thì quá ổn, lại còn rất là nhiều tiện ích, được thiết kế làm ra cho những ai làm về sáng tạo nội dung, đồ họa mà mức giá lại chỉ hơn 33 triệu đồng. Quá là hợp lý để mua ngay về trải nghiệm, và đường link của sản phẩm mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.